Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lưu ý, xuất hiện tình trạng người dân nổi rất nhiều hạch sau khi tiêm vaccine mũi 3, dễ nhầm lẫn với ung thư di căn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc COVID-19 dù đã tiêm 3 mũi vaccine. Sở Giao thông Vận tải dành sự ưu tiên tối thượng cho các xe vận chuyển oxy y tế đến các tỉnh phía Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Chuyện lạ, nhiễm COVID-19 không có triệu chứng nhưng lại có biến chứng tại mắt. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, có rất nhiều thông tin nóng đang chờ đợi chúng ta. Và chúng tôi đã tổng hợp một cách ngắn gọn xúc tích nhất giúp quý vị có thể cập nhật những thông tin nóng nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ít giờ qua trong khoảng thời gian ngắn nhất gói gọn trong video ngày hôm nay. Và không để quý vị đợi lâu, chúng ta hãy cùng đến với thông tin đầu tiên. Sở Giao thông Vận tải dành sự ưu tiên tối thượng cho các xe vận chuyển oxy y tế đến các tỉnh phía Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tạo thuận lợi tối đa, ưu tiên lưu thông cho các phương tiện chở oxy trên các tuyến đường bộ, đảm bảo không làm chậm quá trình vận chuyển oxy y tế đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 rộng khắp các địa bàn Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh để chủ động trong công tác cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, cho phép phương tiện chở oxy được đi vào các tuyến đường quan trọng, đi trong giờ cấm xe tải, giờ cao điểm. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh và hàng loạt tỉnh thành miền Tây đã đồng loạt kêu cứu tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương về tình trạng thiếu oxy trầm trọng tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Ngành y tế An Giang cũng đưa ra nhận định, chính việc thiếu oxy y tế là một phần khiến bệnh nhân mắc COVID-19 không qua khỏi tăng cao trong thời gian gần đây tại địa phương này. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mắc COVID-19 dù đã tiêm 3 mũi vaccine. Thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin mới đây thông báo rằng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, dù ông đã được tiêm tới 3 mũi vaccine. Tuy nhiên, ông khẳng định, các bác sĩ đã giải thích rõ ràng với tôi rằng việc tôi tiêm 2 mũi vaccine và mũi thứ 3 tăng cường hồi đầu tháng 10 năm 2021 đã giúp tình trạng lây nhiễm nhẹ đi nhiều so với những gì có thể xảy ra. Tôi tiếp tục khuyến khích tất cả mọi người đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường. Và đáng chú ý, ông này cũng cho biết đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, hơn một tuần trước khi ông bắt đầu có triệu chứng bệnh. Hiện ông này đang tiến hành tự cách ly tại nhà và làm việc trực tuyến, và cấp phó của ông sẽ có thể đại diện cho ông trong một số việc quan trọng. Ông Austin trở thành một trong những thành viên cấp cao nhất của chính quyền ông Joe Biden mắc COVID-19. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cũng từng nhiễm mầm bệnh. Thông tin ông Austin mắc COVID-19 diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc tuần trước đã siết chặt lệnh hạn chế ở trụ sở vì lo ngại rằng biến chủng Omicron sẽ khiến mầm bệnh lây lan mạnh hơn. Mỹ ghi nhận 346.869 ca mắc COVID-19 mới trong vỏn vẹn 24 giờ qua. Hiện có hơn 56 triệu ca nhiễm và trên 830.000 người không qua khỏi vì dịch. Biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ cao tại Mỹ, khiến số ca bệnh tăng nhanh những ngày gần đây. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lưu ý, xuất hiện tình trạng người dân nổi rất nhiều hạch sau khi tiêm vaccine mũi 3, dễ nhầm lẫn với ung thư di căn. Dẫn thông tin từ chuyên trang sức khỏe của báo điện tử Tuổi Trẻ, sau khi siêu âm, bác sĩ bảo tôi có thể mắc lao hạch hoặc trầm trọng hơn là ung thư hạch vì cơ thể tôi nổi rất nhiều hạch. Tôi rất sửng sốt vì thời gian qua cũng không để ý tới. May mắn kết quả kiểm tra sau đều an toàn. Vâng thưa quý vị, đây là tình trạng mà ông T tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã gặp phải sau khi tiêm vaccine mũi 3 loại Pfizer vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Sau đó 2 tuần, ông cho biết trước đó đã rất hoang mang vì sau khi tiêm bỗng nhiên cơ thể nổi rất nhiều hạch và rất may mắn đều thuộc dạng lành tính. Bác sĩ cho biết đây là tác dụng phụ ít gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ở 2 liều tiêm trước đó, ông T đều không ghi nhận phản ứng phụ nào. Chính bản thân cũng gặp phải phản ứng hạch sau khi tiêm mũi 3. Thạc sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ môn nhiễm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết rằng phải hơn 10 ngày các triệu chứng trên cơ thể mới dần hết. Bác sĩ Vân Anh chia sẻ,
Sau khi tiêm 2 ngày, cơ thể tôi bắt đầu nổi hạch khắp người. Dù biết là phản ứng hạch viêm cấp thông thường nhưng gây ra sưng đau khi đụng vào, rất là khó chịu và dễ gây lầm tưởng với ung thư di căn. Hạch bạch huyết thường xuất hiện ở nách, cổ vùng bên với cánh tay được tiêm. Tình trạng này thì không gây nguy hiểm. Tuy nhiên người dân vẫn cần theo dõi nếu hạch sưng to, da vùng hạch sưng đỏ hoặc có các triệu chứng kèm theo như là sốt kéo dài, sụt cân thì phải đi khám để loại trừ bệnh lý khác. Liên quan tới phản ánh của nhiều người dân về việc nổi hạch sau khi tiêm vaccine mũi 3, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian bắt đầu nổi hạch sau tiêm vaccine Moderna và Pfizer của Mỹ là từ 2 đến 5 ngày. Thời gian nổi hạch kéo dài của vaccine Pfizer có thể lên đến 10 ngày. Bác sĩ Luân cho biết, với các phản ứng thường gặp như là sốt, đau đầu, đau chỗ tiêm, mệt mỏi, thường sẽ xảy ra sau vài tiếng tiêm ngừa, hết trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, phản ứng nổi hạch thường bắt đầu trễ và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, phản ứng nổi hạch sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 xảy ra khoảng 0,3% ở người tiêm vaccine Pfizer và 1,1% ở người tiêm vaccine Moderna. Trong nghiên cứu của Moderna, 11,6% người được tiêm bị sưng hạch bạch huyết sau liều tiêm đầu tiên và 16% sau liều thứ hai. Một số nghiên cứu cho thấy vaccine dựa trên công nghệ mRNA có khả năng sinh miễn dịch cao hơn các loại vaccine khác. Vì vậy, tỷ lệ nổi hạch của các loại vaccine này cũng cao hơn. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Chuyện lạ, nhiễm COVID-19 không có triệu chứng nhưng lại có biến chứng tại mắt. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ chuyên trang sức khỏe của báo điện tử Soha, Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo virus corona có thể gây viêm kết mạc. Tuy nhiên tình trạng này khá hiếm và xảy ra ở khoảng 1-3% những người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên khuyến cáo này chỉ được chú ý khi bắt đầu xuất hiện những bệnh nhân gặp phải triệu chứng bệnh. Bệnh nhân Jack Murray, 29 tuổi tại Vương quốc Anh, cùng với 5 thành viên khác của gia đình mình có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, mặc dù họ chỉ có những triệu chứng rất nhẹ mà thôi. Jack không bị ho hay là sốt cao hay bất cứ một triệu chứng nào khác nhưng lại cảm thấy đau ở mắt. Sau khi đi viện khám, các bác sĩ chẩn đoán đó là một phản ứng dị ứng với virus, một biến chứng rất hiếm của COVID-19, đồng thời kê cho bệnh nhân này đơn thuốc kháng sinh. Thế nhưng sau khi về nhà, tình trạng của Jack không hề thuyên giảm mà phải nhập viện vì mắt đã bị sưng phồng lên. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm mô tế bào quanh mắt, một bệnh nhiễm trùng mí mắt hoặc vùng da quanh mắt. Các bác sĩ đã tính đến việc phẫu thuật nhưng may mắn thay, thuốc kháng sinh đã bắt đầu phát huy tác dụng và vết sưng đã giảm xuống. Và sau đó, Jack đã được xuất viện vài ngày và tiếp tục theo dõi, uống thuốc tại nhà. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.